Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Honda CR-V lăn bánh 3 năm, giao bán với giá hạt rẻ. Trải qua 3 năm lăn bánh, một chiếc Honda CR-V đời 2020 được chủ nhân giao bán với giá loanh quanh 800 triệu đồng. Chiếc Honda CR-V 2020 được giao bán thuộc phiên bản L, ô tô hơn 60.000 km. Khi mới ra mắt, giá niêm yết của phiên bản này là 1,118 tỷ đồng. Ở thị trường Việt Nam hiện nay, CR-V cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Kia Sportage, mẫu giáo RX-5 trong phân khúc SUV hạng C. So với đời cũ, Honda CR-V 2020 có khá nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất cũng như các trang thiết bị trong khoang cabin. Ở ngoại hình, thay đổi dễ nhận thấy nhất là bộ vành hợp kim 18 inch được thiết kế mới. Ngoài ra, các chi tiết như cản trước, hốc đèn sương mù cũng được tinh chỉnh lại. Đồng thời, đầu xe cũng nổi bật hơn với những đường viền mạ chrome sáng bóng. Ở đuôi xe, cản sau được thiết kế lại, đèn hậu tối màu. Cụm ống xả kép cũng ấn tượng hơn. Honda CR-V 2020 sở hữu kích thước lần lượt là 4623x1855 x1679mm, chiều dài cơ sở 2660mm, khoảng sáng gầm 198mm, trọng lượng không tải dao động từ 1610-1649kg, dung tích thùng nhiên liệu 57 lít. Không gian nội thất của Honda CR-V 2020 không có nhiều thay đổi so với đời cũ. Ghế ngồi vẫn được bọc da với ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế thứ 2 gập 60/40, còn hàng ghế thứ 3 gập 50/50. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại. Màn hình giải trí kích thước 5 hoặc 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, USB, ô Bluetooth, dàn âm thanh 4 hoặc 8 loa. Sức mạnh của Honda CR-V 2020 vẫn đến từ khối động cơ VTEC 4 xi lanh với dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút. Mô mần xoắn cực đại 240 từ 2.000 đến 5.000 vòng trên phút. Hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 6,9 lít trên 100 km. Ngoài các công nghệ an toàn tiêu chuẩn, Honda CR-V 2020 còn có thêm gói Honda Sensing với các hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở giải tốc độ thấp, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường. Ngoài ra, Honda CR-V 2020 còn có thêm camera quan sát làn đường Honda Landwatch, hệ thống cảnh báo người lái buồn ngủ. Phiên bản L có tính năng đa cốp. Video cận cảnh Honda CR-V 2024 phiên bản E, HEVRS. Sau 6 năm lăn bánh, Mercedes-Benz GLC 300 cũ bán lại lỗ đến hơn 1 tỷ đồng. Tham khảo thị trường xe cũ, một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất năm 2017 đang được chào bán với mức giá cực hấp dẫn. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất năm 2017 đang được chào bán với mức giá hơn 1 tỷ đồng. Theo người bán, chiếc xe có ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu, biển số Hà Nội. Xe được trang bị nhiều tiện nghi như ghế chỉnh điện, cúp điện, dàn loa Burmester, cửa sổ trời, camera 360 độ. Khi mua mới vào năm 2017, Mercedes-Benz GLC 300 có giá niêm yết là 2,209 tỷ đồng. Để lăn bánh chiếc xe với biển Hà Nội, người dùng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên tới khoảng 2,496 tỷ đồng. Như vậy, người bán đã chấp nhận mức lỗ cao nhất tới gần 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, với những người dùng muốn trải nghiệm xe sang và không ngại sử dụng xe cũ thì đây là một lựa chọn có thể cân nhắc. Về tổng thể, Mercedes-Benz GLC 300 2017 sở hữu kích thước dài nhân rộng nhân cao. Lần lượt là 4.656mm x1.890mm x1.644mm, trục cơ sở dài 2.873mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 181mm. Trái tim của Mercedes-Benz GLC 300 2017 là khối động cơ tăng áp i42 lít. Sản sinh công suất tối đa 245 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 nanomet. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 9 cấp. Xe mất 6,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa là 235 km/h. Về ngoại thất, Mercedes-Benz GLC 300 2017 có diện mạo đầy mạnh mẽ và đậm chất thể thao. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với mặt lưới tản nhiệt kiểu dáng thanh đôi nằm ngang, kết hợp cùng logo ngôi sao ba cánh nằm ở chính giữa. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm đèn pha LED có thiết kế sắc sảo, gương chiếu hậu trình, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa cùng màu thân xe. Đèn hậu LED, ống xả mạ chrome, bộ la giang hợp kim phong cách thể thao A19 inch 5 chấu kép đẹp mắt. Bên trong khoang lái, không gian nội thất của Mercedes-Benz GLC 300 2017 cũng sở hữu thiết kế đậm chất thể thao. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý có vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp phím chức năng, cùng đồng hồ kết hợp giữa dạng analog và màn hình 5,5 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh Burmester 13 loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động hai vùng.
về công nghệ an toàn, GLC 300 2017 được cung cấp 7 túi khí, camera 360 độ, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp VAS, chống trượt khi tăng tốc, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ việc đỗ xe chủ động. Xe hơi tại Việt Nam đã an toàn hơn. Vài năm trước, rộ lên câu chuyện các mẫu ô tô bán tại Việt Nam bị cắt giảm option, trang bị so với bản quốc tế, dẫn đến những phản ứng của người mua. Nhưng nay tình hình đã khác. Nguyên nhân của tình trạng tràn lan các phiên bản thiếu thường được khách hàng nhận định là do các hãng xe muốn tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Thậm chí có những đánh giá tiêu cực hơn khi cho rằng các thương hiệu ô tô coi thường người tiêu dùng Việt Nam. Câu chuyện xe bán tại Việt Nam bị cắt option nhưng giá vẫn cao. Dù lên vài năm trước khi một mẫu xe Nhật Bản bán tại Việt Nam đã cắt hàng loạt tính năng an toàn so với bản quốc tế như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống 6 túi khí nhằm giảm giá bán để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Tiếp sau đó, một mẫu xe tầm trung giá cả tỷ đồng nhưng cũng bị cắt hàng loạt trang bị an toàn chủ động quan trọng so với bản gốc như cảnh báo điểm mù, làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Thời điểm đó, dân chơi xe thường so sánh option của các mẫu xe bán tại Việt Nam với các thị trường lân cận như Thái Lan, Indonesia và thấy sự thua thiệt rõ rệt về option trên các mẫu xe khi được nhập khẩu về bán tại Việt Nam. Với những người am hiểu về an toàn kỹ thuật và sản phẩm, việc cắt giảm trang bị không hoàn toàn khó hiểu. Có thể là do nhà phân phối sẽ lược bớt những tính năng không phù hợp với nhu cầu, thời tiết hay đường xá tại Việt Nam. Đồng thời, việc này cũng giảm giá bán để cạnh tranh với đối thủ. Tuy nhiên, việc cắt giảm trang bị, nhất là các trang bị an toàn đã dẫn đến sự phản ứng của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến mức độ an toàn của các mẫu xe. Một số nhân viên chuyên làm sản phẩm của các hãng xe khi được hỏi về câu chuyện này cũng cho biết họ phải tự lựa chọn trang bị, tính năng sao cho phù hợp với khách hàng mục tiêu và phải đạt được hai yếu tố, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và giá cả chấp nhận được. Ô tô bán ra tại Việt Nam phải chịu rất nhiều thuế phí khác nhau, giá trang bị và tính năng cũng vì thế mà đội lên cao hơn so với thị trường nước ngoài. Khách hàng Việt Nam nhìn chung thích sẽ có nhiều trang bị và tính năng nhưng giá phải rẻ. Nếu giá cao, khách hàng hoàn toàn có thể quay lưng để tìm đến những mẫu xe khác. Như vậy là sản phẩm đó sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận người mua, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng. Điều đáng mừng là trong thời gian gần đây, tình trạng các mẫu xe bị lược bớt, trang bị thời gian qua đã giảm đáng kể. Thậm chí, các nhà sản xuất, nhập khẩu ô tô tại Việt Nam còn chạy đua trong việc trang bị những tính năng an toàn tiên tiến trên nhiều dòng sản phẩm thuộc nhiều phân khúc. Điển hình trong số này là gói an toàn với các hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao ADAS, tích hợp các công nghệ mới như cảnh báo lệch làn, điểm mù, va chạm phía trước, phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng. Đèn pha thích ứng đã được trang bị trên hầu hết các mẫu xe sang lẫn phổ thông như Toyota Citizen, Honda Sensing, Hyundai Smart Sun, Mitsubishi E-Exit, Ford Cobalt 360, Mazda iActison, Subaru iSide hay gói ADAS của Kia, VinFast. Không chỉ có ở các mẫu xe tiền tỷ hay phân khúc hạng sang, các tính năng an toàn nâng cao đã xuất hiện trên cả những mẫu ô tô giá trên dưới 700 triệu đồng như Toyota Veloz hay VinFast VFE 34. Về cơ bản, những gói an toàn kể trên sử dụng hệ thống gồm các camera, cảm biến, radar hoặc lidar đặt trên ô tô với khả năng theo dõi, phân tích tình huống vận hành thực tế của xe và các phương tiện, người tham gia giao thông xung quanh. Từ đó hỗ trợ người lái tăng, giảm tốc độ, phanh, đánh lái, chuyển làn hay duy trì khoảng cách với xe phía trước. Đây là sự thay đổi đáng kể so với quãng thời gian trước, khi thị trường vẫn còn không ít những mẫu ô tô phiên bản thiếu, không có bất cứ tính năng cơ bản nào, kể cả túi khí. Việc gia tăng hoặc ít nhất là giảm tối đa việc cắt giảm các trang bị an toàn nêu trên cho thấy khi nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của người Việt đã thay đổi. Hơn nữa, khi chất lượng sống tốt lên, khách hàng sử dụng ô tô cũng quan tâm hơn các loại trang bị này trước khi quyết định xuống tiền mua xe. Với việc cắt mẫu xe tại Việt Nam, dù với bất cứ lý do gì, khi được tăng cường các trang bị an toàn sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện tốt và an toàn hơn mà còn góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Đấy là những tín hiệu tích cực không chỉ riêng với thị trường ô tô Việt Nam mà còn cả với tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung. Các bạn đã xem video, rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày, bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.